Ôi, xin chào cả nhà nha. Thì cả nhà ơi, cả nhà cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long á, lời nói đầu tiên á, thì kính chúc cả nhà một ngày được dồi dào sức khỏe và làm ăn được thành đạt nha cả nhà. Thì ngày hôm nay á, kênh Săn Bắt Vĩnh Long lại tiếp tục đi thăm bẫy nữa nha. Thì ngày hôm nay thăm cái luồng bẫy này nữa thì nó có 38 cái nha cả nhà. Rồi thì những cái thành phần nào á là gắn gạt đầu mình quay rồi cắt bỏ, với hai nữa là những cái lồng nào không dính á mình cắt cái mấy cái bẫy đó bớt nha cả nhà, cũng như là cắt bỏ cái đoạn video á cho bớt lại, để cái clip nó dài quá thì mất cái thời gian của cả nhà xem đó. Thì đây cũng là mới mưa luôn cả nhà ơi, nè mới mưa nhẹp luôn. Rồi vô cái này là cái điểm đầu tiên luôn nha cả nhà. Rồi cũng hôm nay đi với bé Di nữa, chào cả nhà luôn cái bé Di ơi. Hello cả nhà ơi, thì hôm nay cũng chuột nè. Đây chuột nha cả nhà, đây lúa lưới nó cũng bình thường như mọi ngày. Rồi bắt đầu lấy hai bịch lúa đi con, vô thăm cái đường này luôn, vô đây nè, vô thăm hai cái song song này coi xem sao. Rồi, ngày hôm nay có thành quả gì không, mong là có gắn to to bự bự gì cho cả nhà xem cho nó sướng sướng này. Đây nè, chân cái kẹt vào giữa đó, đó. Dưới đó, ngay chân cái lỗ trống trống lên nó thấy không, có nặng nề gì không, nhà teo. Cái gì? Chuột con bỏ lúa vô, bỏ lúa vô đặt lại. Cái đầu tiên không may mắn. Rồi ra tiếp cái này luôn nữa cả nhà ơi. Trời mới mưa ướt nhẹp, bèo cám kìa, quá cỡ luôn, bèo đó cá nó mê dữ lắm. Tới chân gốc dừa nè, gốc dừa. Có mặt trời đồ lên đi chứ để kìa, nó kìa. Chứ để mà cái kiểu mà mưa cái nữa là khỏi thăm luôn cả nhà ơi. Không dính nữa rồi. Còn chỗ không? Sống không? Có thêm chùm lông mèo. Đâu lông mèo đâu đó. Lông chuột không ơi. Chuột chết á. Rồi, hai cái đầu tiên cũng không có hàng luôn cả nhà ơi. Rồi, để bỏ lúa vô rồi cái gì nó đặt lại rồi đi thăm tiếp tục nữa nha. Rồi, khu vực này có hai cái nha cả nhà ơi. Lon. Đó. Dưới này nè Di ơi, bỏ cái vỏ trên đó đi, bỏ cái vỏ trên đó đi, xuống dưới này nó lọt ra luôn rồi. Cô có cứt đá gì không, có cứt không, không lỏng lỏng hả, không lỏng nó không nguyên chuột luôn, nhìn dính rồi. Rồi đi chơi lại thăm cái bên kia luôn. Tim cái này nè, đu nhánh bưởi. Quá chứ buồn như buồn. Rồi đây cái bẫy nữa cả nhà ơi, gì đó có phải đây là pha lượng loại ngược dòng đi vào lịch sử không, cái trái mẹ. Cái gì? Có. Cái gì? Con gì? Chà, hổ hành cả nhà ơi. Nè. Đĩa nè, nhà thấy không? Còn vô đó bắt luôn, vô khu nhà quan luôn cả nhà ơi. Ủa, đây là đâu? Nhà quan. Đóng lại đi, ngồi. Bự không? Chắc cũng cỡ 5 lạng à. Khu. Ôi giời, cũng có lý nè cả nhà ơi. Con này cũng được nha. Được. 5 lạng ạ.
công sức lỗi nãy giờ. Ồ, mưa gió bỏ bụng rồi chừng dính nhất luôn nó không chừng à. Không nhất không được đâu, không không được đâu. Nhất năm lạng, năm lạng, năm lạng cả nhà ơi, năm lạng nha. Ồ, xương xương tay cái đi. Bỏ ra. Ôi ôi, bự như vậy. Nhất luôn á. Nhất luôn rồi. Em này nhất luôn rồi. Nhất luôn rồi cả nhà ơi. Quá bự rồi nè. Không? Ồ, nó đã. Hồi đầu này dễ thương không? Rồi, bỏ vô đi. Con này nhất luôn rồi cả nhà ơi. Sướng rồi đó, con đầu tiên nha. Con đầu tiên luôn, con đầu tiên trong túi lưới luôn nha. Đầu tiên trong túi lưới luôn. Rồi, 1, 2, 3, vô lấy hình nè. Vô. Vô đi, vô từ từ. Đó. Có doanh thu đó nghe cả nhà. Em đầu tiên cũng tròn tròn bự bự cả nhà. Quá sướng rồi. Rồi, tạm chục lúa thăm cái tiếp theo luôn cả nhà ơi. Rồi, lại cái điểm này có 2 cái nữa cả nhà ơi. Cái nữa coi. Có gắn kích vô đây. Gió quá trời cả nhà. Gió là hù 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 quá. Hốt bạn con nữa coi. Hai cái này đặt rồi chính hai con này cả nhà. Con một con bự với một con kẹt đầu chết. Ngày hôm nay không biết sao đây. Hôm nay là năm đêm nữa nghe cả nhà. Đây này dìa. Ăn gì? Đây. Đường từ xuống thăm cái này đi, con lên thăm cái kia. Đây cái này không dính con nhất nè cả nhà. Bữa nay không biết có nhất nữa không đây. Hên xui. Cũng là hên xui nha cả nhà. Ui nhẹ tè cả nhà ơi. Ui nguyên chuột luôn. Bữa nay không có hàng cả nhà ơi. Chết kẹo. Đặt lại luôn. Chết ngoe. Rồi con lại thăm cái ăn luôn đi. Trước. Bỏ vỏ ngoài này đi. Bỏ vỏ đó đi. Thấy chưa? Dạ. Có cứt không? Queo rồi. Queo. Trống lỏng luôn. Trống lỏng luôn hả? Trống lỏng luôn. Ừ. Con mà chuột quá. Trời ơi, con mặt chưa kìa. Ngót luôn rồi cả nhà ơi. Hai cái này hổm hai em rồi bữa nay là tiêu rồi. Tiêu rồi. Chết ngoạc rồi. Đây lại. Xin nhà con với ông Tư xui như nhau. Rồi, đi thăm tiếp tục nữa cả nhà ơi. Khu vực này có hai cái luôn cả nhà ơi. Rồi lấy lúa lại thăm cái này luôn gì vậy? Này nè, lấy một bịch thôi. Con tưởng hai cái này thôi chứ. Đây, có một cái bên kia một cái. Đó. Dưới này nè. Đó. Thấy cái lạp không? Lỗ xuống đựng dặm cây không? Thấy không? Bịch lạp cái cây. Nguyên chú chuột luôn hả? Nguyên chuột luôn. Nguyên chuột luôn, bỏ lúa vô đi. Bỏ lúa đặt lại cái bệ gan vậy nha. Chết rồi cả nhà, là nắng thăm cái kia nữa. Mặt tâm lý. Cái gì? Mặt cái lọt tâm lý. Tâm lý gì? Tâm lý là biết rồi, có hồi gắn nó rồi. Thôi khỏi gì giống kỹ. Rồi nó lúa luôn, thăm cái nữa. Cái này đâu? Dưới này chẳng nông trà đó đó. Đây nè. Dưới kia. Để coi. Lúc ở dưới ạ. Có cứt hả? Cứt gì? Đừng nói cứt chuột nha. Ôi chuột chết rồi. Chuột chết hả? Chuột chết. Ôi dính gắn này cả nhà ơi. Trời ơi chuột chết. Đi đi lại. Ở trên này chết chuột huyền thoại. Chết chuột huyền thoại. Cái này là chết chuột đi vào lịch sử. Bự không? Mình thấy cái phanh á, chắc con này chắc ba lạng, hai lạng mấy, ba lạng. Khui hè. Khui. Trời ơi, hai lạng còn chút chuột luôn kìa cả nhà. Quá đẳng cấp. Vậy là chuột không chết nha cả nhà. Chuột không chết.
Rồi bây giờ con chim của chuẩn chuột chạy ra nha. Đây kiếm kim. Thôi thôi đừng bỏ cái túi. Không thôi nó chạy vô nữa. Chặn nó qua đây đi. Rồi con bắt mở ra bắt đi. Mở ra bắt đi. Cho nó chạy lên trên. Nó chạy lên trên đi. Không được đâu, hôm này cục quá. Rồi. Dựng đứng lên. Dựng lên. Lâu lắc quá. Rồi thật. Đó, bỏ ra, thử thật. Bỏ ra. Đúng rồi, bỏ ra. Trời ơi, chân. Còn nguyên chú chuột luôn nha cả nhà. Con này chắc được 2 lạng. 3 lạng. Không, 2 lạng muốn cải tao. Gắn này gắn đen mà nó nặng lắm á. Không, đen chứ. 2 lạng à. 2 lạng. Rồi, bỏ vô luôn đi. Hai cái này thì được con đó nha cả nhà. Nãy giờ cũng được có 2 con à. 2 con. Con đó chắc không biết nhất không biết. Cũng hên xui. Xui chắc con nghĩ là hên rồi đó chứ không xui được đâu. Rồi, để xử lý rồi đi thăm tiếp theo nữa cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, qua cái điểm này bên đây có 3 cái nha. Cầu cái cầu cũng đỉnh. Trời. Ừ. Cái bãi cao à. Đỉnh. Dài lắm đó. Nó công tới nơi tới chốn rồi, dài. Nó công vậy chứ nó không có gãy. Cái gặp cây gì là nó gãy nghĩa là. Gặp mấy cây cao lại gãy cái gì. Không, cây cao cũng khó gãy à. Cây cao cũng dài lắm. Ai làm cái cây cổ mà. Làm cái móng á, đi đẳng đi. Cái móng của cái cây đó đó. Ừ. Không làm móng đây nè. Mốt móng bắt cái cậu đó đó. Chút cũng cứu đi đó, đào lỗ xuống rồi đổ xuống nè. Ừ. Anh cho đừng cho nó lúng á. Quá trời cỏ luôn. Ba cái này coi có sự kỳ tích gì không đây. Bữa hổm ở đây ba cái này con mỏ vỏ bành kỳ luôn á. Đây em tự thăm cái này cho cái gì vậy? Để con thăm cái này là nó bị giấy. Nó bị mất dấu. Nó bị có dấu đúng không? Thăm thử thôi nha. Thôi nè. Hên cái coi. Nặng chịu chịu cái coi. Rồi. Nhẹ te gì ôi. Không có kỳ tích rồi. Còn nguyên chú chuột luôn. Kỳ vậy ta. Không hên nhờ, tôi thăm không hên rồi. Không hên nè. Không hên rồi cả nhà ơi. Kỳ quá. Chân chỗ này nó đã dày đây nè. Sướng luôn. Rồi đi dài đắng luôn. Ừ tới. Hên. Hai cái à. Bữa hổm cái ngay đây nè cả nhà. Con chó nó tha mất tiêu rồi. Chó người ta lấy bữa nó người ta lấy cái gì á. Là còn có 2 cái à. Lấy tiêu, lấy tiêu 1 cái à. Chó ta. Ừ. Nó mất rồi. Dưới này nè. Bên đây nè, dưới bên đây nè. Thơm à. Thơm không? Đó, trước mặt mấy anh tay phải. Con hổm cái này dính con rắn ký mốt á. Con hổ ngựa. Nữa con ngựa nữa. Con ngựa không? Bự không? Con này chín lại. Giữ ngay mày. Để nó bốn lại hả? Rồi, con hổ ngựa đang xì luôn nè cả nhà ơi. Ôi. Bữa hổm không ngựa hôm nay không ngựa nữa. Hổ ngựa ham ăn đi trước. Thì bữa không hành đi chứ. Ôi trời ơi, này 5 lạng ông ơi. 5 lạng. Ừ. Tôi nghĩ chắc cả 4-5 lạng. Đang xì luôn nè cả nhà. Thấy không? Ồ, ghê chưa? Con này nó có lai lai màu đỏ nè. Đen đỏ. Ôi nó phình lên bự luôn. Ồ. Ngựa không ngựa, sướng rồi.
Ờ nhà ơi. Rồi để tắt máy rồi bắt cái con rắn hổ ngựa này ra rồi đi thăm tiếp tục nữa nha. Khu vực này có hai cái nữa cả nhà ơi. Gió quá trời. Gió này là đang là bão số 5 nha cả nhà. Đang ảnh hưởng nhiều lắm, gió đó đó. Đang bão sụp. Ở đâu vậy? Ở dưới ngoài này nè. Ngoài đúng không? Ừ, ngay chân cái lùm lùm đó, đó. Ừ. Thấy chưa? Được rồi, nhưng mà nó lúng cái chân đó. Bước ở bước ở đó cái nữa. Nặng kịch cái coi. Rồi nặng luôn rồi. Trời luôn rồi, 1 kg luôn rồi ông Quảng ơi. Ký con khỉ. Đâu đem lại xe luôn đi. Ký rồi. Rồi ôi ngắn vậy mà 1 ký ông ơi. Ủa, cầm lên nặng mà thấy nó đen thui là vui rồi. Đỡ hơn cầm lên nặng mà thấy nó vàng khè buồn thúi buồn. Nó 1, 2, 3 khùi. Trời ơi, 7 lạng ông ơi. 7 lạng ngắn nhất rồi đồ gì nữa. 7 lạng. Thơm. 7 lạng cả nhà ơi. Vô. Cũng được rồi. Vô rồi. Có lý. Vết giác rồi 7 nữa. Bắt vô đi rồi lại thăm cái kia luôn. Có hàng là được rồi. Quá sướng rồi. Đánh găng kỹ quá bởi vì miệng không thúi. Trời ơi, lò trời ơi. Quá cỡ rồi cả nhà ơi. Quá cỡ rồi. Trời ơi. Bật cái camera luôn. Nhà thấy ghê không? Bật cái camera luôn cả nhà ơi. Nè cả nhà ơi. 7 lạng luôn cả nhà ơi. 7-8 lạng gì luôn. Hàng khủng luôn nè, thấy chưa? Hàng khủng luôn. Đó. Ướt cái áo tôi luôn. Bỏ vô đi. Bỏ vô nghe cả nhà. Ôi nó xiết. Ôi ôi con này. Quá sướng cái ha. Phanh đỏ cả nhà. Cầm một phèn cái nữa coi. Ôi ôi nè cả nhà ơi. Đó. Sướng cuộc đời chưa. 8 lạng con này, 8 lạng cả nhà ơi. Bự lắm. Bự lắm luôn á. Đen mà nó dài nữa nè. Con này không phải hàng nâu nha. Đó rồi, bỏ vô đi. Quá sướng rồi. Đây là kỳ tích sau bao lâu, bao nhiêu ngày con quay trở lại nha cả nhà. Có ký nha cả nhà. Quá thơm mà có ký rồi. Rồi cột đi lại thăm cái nữa. Cột phải cái đã, không có chạy mất. Quá im rồi đó. Cái này dọn vô cho người ta qua lại cái nè. Rồi để đây điện thoại là mình xử lý cái này mình đặt sau. Lấy bịch lúa đi. Nặng á. Đây luôn á. Kia. Tại mừng quá cái nhà. Mừng quá thì bắt con rắn luôn. Tính thăm hai cái tự dính rắn bự quá trời đã rồi. Đừng có cái này nữa nha. Bích lọp cái này nữa nha. Quẹo tay phải. Này nè. Còn lọp hơn lúc chứ á. Ừ nghe nó thọt xuống sát với mé sông luôn. Thấy chưa? Ở trong kia. Ừ. Thấy lọp không? Đừng nó nặng chịch nữa nha. Trời ơi, vậy tay á. Vậy tay hả? Tay một cái xe luôn mất chuột luôn. Mất luôn hả? Ủa kìa. Sao mất chuột? Kìa. Kỹ trái. Cái lọp bên kia, cái đậu hôm bên kia cũng đâu bị gì đâu. Không gõ luôn cả nhà ơi, mất chuột luôn rồi nè. Nè, mất chuột luôn nè. Kỳ vậy ta. Mua chuột hơi rình đó mà. Mua chuột thôi mà nhưng sao nó ăn bịch lúa hết trơn luôn nè, thấy không? Ừ. Không có cứt mà mất chuột ăn lúa hết trơn, ra hết trơn luôn nè cả nhà. Kỳ vậy ta. Ngộ đời thiệt. Đâu có dấu ra đâu. Bởi vậy hôm vẫn còn chắc mà. Ừ, mấy cái lọp này ông Lâm cũng làm chất lớt rồi bởi vậy nó xảy hết trơn. Bên đây cột 2 ô, trên này cột 1 ô, mà cái mặt này lên nó có 6 ô, mà cột mẹ hết 5 ô, là cột hết 3 ô rồi, còn 3 ô đây, vô nó hẹp lép vậy đây mà. Vô chắc này nó ăn xong rồi nó no đi ra luôn. Ra luôn rồi, hôm vậy nè, nó không có độ đàn hồi lại nè, nó hở nè, vô cái nó quằn xuống á. Còn cái đuôi nằm nhẹ nhẹ thôi, cái đuôi rắn á nằm nhẹ trên đây thôi, nó cũng vẫn vậy nữa nè. Vậy nó ăn rồi cái quay đầu ra. Rồi
để xử lý hai cái này rồi đi thăm tiếp tục nữa cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, cái điểm này còn 4 cái nữa nha. Cho cả nhà xem này nha. Đó, thấy sướng cuộc đời không? Xa xa cận cảnh, xa xa cái cho không gian rộng cả nhà thấy. Vô dừa nó đã. Dừa này gốc gài là dừa khô, vậy là 100.000 chục rồi nha cả nhà. 105 gì rồi. Đó. Vậy tính chục dừa này là 12 trái nha cả nhà. Là tính chục á, ở đây chục 12 chục có đầu không à. Là 105 rồi đó nha cả nhà. Dừa gốc gài lên quá. Nhà vườn, mấy cái nhà vườn trồng dừa này gốc gài cũng phấn khởi dữ lắm rồi đó. Thôi đi còn 4 cái bẫy nữa, thăm 4 cái bẫy này nữa là hết luồn bẫy ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Nhiều 4 cái mà còn có 3 cái rồi cả nhà ơi. Cái đợt rồi đó thăm á là hết chuột, không có đủ chuột, thiếu một con một à, như còn có ba cái à. Rồi đi trước luôn đi. Ba cái này cũng có sự may mắn gì không đây? Đây này, dưới này nè, lúc dưới đó đó, lúc dưới luôn. Ừ, đừng có bước dẫm không nha, dẫm không có dấu, không ấy rút lên thì vợ của anh đây. Thơm không? Đợt rồi cũng dính con, có cứt đá gì không? Nặng cái cây. Còn chuột không? Còn hả? Còn đặt lại đó luôn đi. Đặt lại đấy đi. Rồi, không dính nữa cả nhà ơi. Che lại. Dẫm quá trời, nhìn thấy là biết cái bẫy. Tới luôn. Đi. Có ký nè. Nó nặng nặng rồi đó. 3 gắn, 4 gắn. Người này xuống, cái này bỏ chuột vô luôn nè. Đây nè. Ừ. Chú có hổm đâu, tới đây là hết chuột rồi. Thấm mấy cái kia chứ đi, ra ngoài bỏ sao? Trời ơi, thấm tới mẹ luôn đi. Đây hả? Ừ, lấy cái ấy ra đi rồi gấp một chuột. Tao phải móc cái lọt ra cho. Hổm dính gắn, không có chuột hai, hôm nay nó khu queo luôn rồi nha. Trời ơi, kiến nó vô nè. Kiến nhiều quá trời luôn. Đặt lên. Con chuột chưa? Này, này đó. Rồi, rồi. Đặt lại thăm hai cái kia nữa cả nhà ơi. Cái này hổm không có chuột. Phải tới đợt sau có hên. Hên nó có dính con hên thôi. Rồi đi đây nè. Chú người ta chặt hết trơn luôn cả nhà. Đi lại lúc đắng á, chanh ta trồng mới trồng. Sát mấy ruộng luôn. Cánh đồng nhìn thấy đã không? Đó. Gặp mấy ruộng không đã hết sức. Không có hàng khủng. Không có hàng bự. Đầy đường cái bịch lúa đây. Từ thăm nữa thơm không? Thơm mà. Còn tám lại như còn nãy nha. Chín lại cũng được. Không biết thơm không đây nè. Có cứt gì mới thơm được. Rồi không thấy có cứt đá gì trơn à. Lọp mà không bung hôm ra nữa mà. Dở lên nữa lọp rồi không thấy cái gì trơn. Rồi chú chuột nằm thừ lự trong luôn. Hết ham thiệt. Điểm này đã quá cỡ luôn.
không dính. Đấy, đợi đợt sau coi, đợt sau có hên kèo không. Rồi còn một cái nữa lúc bên kia luôn. Ừ, ui thăm ba mấy cái nó không đã gì hết trơn, chưa đã nó hết lợp. Cái cuối cùng nó bắt gắn hổ ngựa bành kia đi ông ấy, ông la đang gắn hổ ngựa khoảng chừng ký rưỡi vậy đó, chạy cội 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 vậy đó, đi coi chừng nó nằm giữa giữa đường nha. Nó nằm dưới đường mà không chịu luôn á. Thấy không? Bự quá chịu. Bữa lúc mà kia tao dời, sợ đặt ngay chân chỗ cái đi mấy cái dây dưa của người ta nó hư. Rồi giờ ở đây nè, đây nè, trong đây nè. Ơi trong lỏng trời, trong lỏng kìa. Trời ơi trời, con này cả nhà, bỏ vậy con hổ ngựa ký rưỡi không phải, ông kia ông nói đúng rồi nè. Trời ơi này con hổ ngựa hả, hổ hạnh, hổ hạnh, hổ ngựa ông ơi. Trời ơi cái này cả nhà ơi, nó dở cái lọc ơi, cái lọc kìa. Ôi trời cái ga này cả nhà, trời dính luôn, trời ơi dính luôn nè cả nhà, kẹt đầu. Trời ơi kẹt đầu rồi cả nhà ơi. Thôi rồi con đê con xử lý đi, để cho cả nhà coi cái vỏ ngắn này. Ôi ôi bởi vì ông này ông la cái hổ ngựa này, con hổ ngựa mày ơi, trời ơi con nè. Ừ vô tới trong luôn kìa. Ôi trời, cái này cái nhà có kìa, tới ông đó luôn kìa nè. Ôi trời ơi da gắn ông thần địa ôi con nè, cái nhà con nè. Nhập đâu lại bao nhiêu đây nè cả nhà. Đó. Ghê mình gắn chưa? Hổ ngựa này chắc cả ký em ký ngoài ký 2 ký 3 luôn á con này nè. Con này là hổ ngựa. Nó mất chóc đuôi nha cả nhà, chóc đuôi nằm đó nữa kìa. Đó, thấy không? Kìa. Cục ở trong đó đó. Đó. Ghê chưa? Vô này vô cái bích lập luôn nè. Ha. Ừ. Này kẹt hôm luôn á, nông độ hôm luôn á. Ừ. Ôi trời da nó bự nè cả nhà. Ôi đây nó còn nhồi cục nữa nè cả nhà. Nó quấn tròn vo nè nhồi. Chân cái đó ngay chân cái đầu. Hổ ngựa. Ôi trời. Đó, chưa. Ớn xịn gắn không? Đó. Ôi trời. Đâu đưa đo thử cái gì? Đo thử à. Cứ nhẹ đo thử coi kìa cả nhà. Ý là mất cục đuôi mà cả cái gì rồi đó. Thể tay dài ngang luôn. Ok. Ok cả nhà. Tay luôn rồi. Thối thần không? Mà mất khúc đuôi nữa đó cả nhà. Đó, trời ơi con này tệ gì chắc cũng phải 1m7 1m8. Ừ. Ghê mình chưa? Quá tay. Thôi để bắt mình cái ca này mình xử lý cả nhà. Ca này gì nó xử không được đâu, mình xử lý rồi mình cho cả nhà xem gắn lại nha. Rồi cả nhà ơi, cho cả nhà xem gắn này nha. Ngày hôm nay thành quả thì cũng được như đây cả nhà ơi. Đó, thấy chưa, cục thừa lự. Bọc gắn thừa lự luôn. Đó, ỉa tùm lum một le hết luôn. Hôm nay được con chú khủng nè cả nhà, hên nha. Hôm nay duy nhất con em hổ ngựa à. Còn nhiêu hành ơi. Còn nhiêu hành không à. Lại ngựa, nói ngựa đi, mỗi vỏ nó mỗi vỏ đi đó mà còn phết nữa. À, này con em hành đầu tháo ra bắt con đó con nhì không, con nhì hơn nhất cái con dính đầu tiên á cả nhà, thọt vô đại đi ngựa đâu có cắn đâu nó đầu phải đầu lao không à. Con bự bự á nhất hả. Ừ bắt con kia ra luôn phe hàng luôn cái ôi vô kìa cả nhà ơi. Nè bắt con này nữa ơi, con trong đây nữa ơi. Nó quấn cái tay nữa nè. Ừ. Đó, một phanh. Nè. Một phanh. Quá cỡ rồi. Đấy sao đang quấn vô bung ngay vậy ông nội? Ừ, một phanh. Quá cỡ cả nhà ơi. Bữa nay được nhiêu rồi, phe cho cả nhà, lâu lâu được con gắn bự. Ồ. Đây, con này nữa nè cả nhà ơi, con này không biết chính nhất được không à. Nè. Hai con bữa nay được con cặp đó cả nhà. Ồ, quá đã. Sướng không? Ồ.
Rồi để bỏ vô đi cái gì vậy? Bỏ vô đi cân điện thoại điện luôn rồi cả nhà ơi. Nghiệp điện luôn rồi. Rồi con túm lại đi, túm lại rồi buộc lại cân được bao nhiêu. Xì cầu queo nữa cả nhà, cân này cũng bị xì cầu queo nữa. Chuyện qua là về nhà cân là 1,7 kg lần nha cả nhà. Ừ, rồi là chuyện qua cân nó trừ hao luôn là 1,5 kg đúng không? Đó, chuyện qua là 1,5 kg mà nhưng nó về nhà cân cái cân nhà cả nhà, cái cân 5 kg là nó 1,7 kg lần, là nó mất mình hết 200 g. Rồi bây giờ cái như là 300 g nha cả nhà, bây giờ chỉnh cái cân này chỉnh hết được rồi đó. Giờ nó sụt lại 300 g, con đừng móc cái đó hư lưới. Ừ, móc con thun á. Rồi, hai ba lên. Đâu vô bữa nay cũng khá nè. 2 kg 2. 2 kg 3, 2 kg 4, 2 kg 4 200 g nữa là 2 kg 6 hả? 2 kg 6. Đâu để coi 2 kg 2 kg 1, 2 kg 2, 2 kg 3. 2 kg 3, 2 kg 5 cả nhà ơi. Đó, thành quả ngày hôm nay thì cũng được 2,5 kg nha cả nhà. Thì khấu trừ hết trơn luôn hả cả nhà ơi. 2,5 kg nha. Không chừng luôn, không chừng luôn. Rồi à, cả nhà ơi, cả nhà có xem qua cái đoạn video của kênh Săn Bắt á thì mong cả nhà ủng hộ nha. Like và subscribe. Và ấn chuông để nhận video mới của kênh Săn Bắt nha. Nếu cả nhà có xem cái đoạn video của kênh Săn Bắt á thì mong cả nhà bỏ qua bỏ trong thời gian khoảng chừng 1-2 giây thì cả nhà bình luận cho kênh Săn Bắt giúp nha. Sửa cũng như là kênh Săn Bắt Vĩnh Long có bị sai sót cái gì đó, rồi mong cả nhà vô bình luận, vô comment á, cần cho kênh Săn Bắt sửa sai những cái mà sai của kênh nha. Rồi cũng chào cả nhà luôn, chúc cả nhà xem đầu video.